Xin kính chào quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin giao thông an toàn thứ bảy ngày 2 tháng 11 năm 2019 của kênh truyền hình VTC14. Mở đầu là những thông tin đáng chú ý. Tổng cục Đường bộ Việt Nam đã gửi văn bản gửi nhà đầu tư BOT đường bộ, Tổng công ty Đầu tư Phát triển Đường cao tốc VEC, các cục quản lý đường bộ yêu cầu kiểm tra, xử lý các phương tiện có hành vi vi phạm tại trạm thu phí khi bố trí làn thu phí tự động không dừng. Tổng cục cho rằng qua theo dõi nhận thấy các phương tiện chưa chấp hành nghiêm đi theo biển báo phân làn cho các loại xe của mình khi qua trạm, gây nên ùn tắc cục bộ, giảm năng lực thông xe cho các làn thu phí ETC. Để đảm bảo an toàn giao thông, Tổng cục đề nghị các nhà đầu tư và VEC kiểm tra, rà soát việc tổ chức giao thông khu vực trạm thu phí. Bên cạnh đó, bố trí người điều hành giao thông hướng dẫn các xe đi đúng làn. Tổng cục cũng giao vụ pháp chế thanh tra chủ trì với vụ an toàn giao thông tổ chức kiểm tra hiện trường các trạm thu phí về việc triển khai thực hiện các văn bản chỉ đạo, kịp thời chấn chỉnh và có biện pháp xử lý đối với đơn vị chậm triển khai thực hiện. Bộ Công an đã chính thức đề xuất thông tin về chủ phương tiện thông số kỹ thuật của xe được mã hóa bằng vạch QR trên thẻ nhựa thay vì thẻ giấy như hiện nay. Theo dự thảo thông tư này, chương trình quản lý đăng ký mô tô và xe máy sẽ do Bộ Công an thống nhất xây dựng và phê duyệt. Công an các đơn vị địa phương thực hiện nghiệp vụ đăng ký xe trên chương trình quản lý đăng ký ô tô và mô tô, nghiêm cấm sử dụng chương trình phần mềm không được phép công tác đăng ký xe. Việc chuyển chất liệu đăng ký xe sang chất liệu nhựa được đánh giá sẽ bền hơn, hạn chế tình trạng hư hỏng. Mã vạch QR cũng giúp thuận lợi hơn trong việc tra cứu thông tin để xử lý vi phạm hành chính. Điển hình, cảnh sát giao thông chỉ cần dùng điện thoại quét mã vạch cũng có thể tìm được thông tin về số khung, số máy và tình trạng kỹ thuật của xe. Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng vừa chỉ đạo các bộ ngành, địa phương tập trung triển khai thực hiện dự án cảng hàng không quốc tế Long Thành và dự kiến sẽ khởi công cảng hàng không này vào năm 2021. Được biết đây là dự án có quy mô lớn, phạm vi giải phóng mặt bằng rộng, 18 tổ chức và 5.283 hộ gia đình cá nhân bị ảnh hưởng. Trong khi đó, công tác bồi thường, hỗ trợ rất phức tạp, lịch sử đất đai đa dạng, đòi hỏi phải xử lý từng trường hợp, tình huống cụ thể. Nếu không tập trung quyết liệt sẽ khó đạt được mục tiêu bàn giao mặt bằng để khởi công dự án vào năm 2021. Phó Thủ tướng giao Bộ Giao thông Vận tải, Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp chỉ đạo Tổng công ty Hàng không Việt Nam khẩn trương thực hiện các nội dung tiếp theo sau khi Quốc hội thông qua báo cáo nghiên cứu khả thi giai đoạn 1, đảm bảo tiến độ khởi công dự án vào đầu năm 2021. Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết đã thống nhất theo đề xuất của Sở Giao thông Vận tải về việc phê duyệt phương án chuyển tuyến cố định liên tỉnh Thừa Thiên Huế đi Đà Nẵng và ngược lại thành tuyến xe buýt liền kề Huế đi Đà Nẵng và ngược lại. Tuyến cố định liên tỉnh Thừa Thiên Huế đi Đà Nẵng và ngược lại, khi tuyến cố định này chuyển thành tuyến xe buýt liền kề có điểm đầu điểm cuối là bến xe phía Nam thành phố Huế và bến xe trung tâm thành phố Đà Nẵng. Việc chuyển đổi tuyến cố định liên tỉnh Thừa Thiên Huế đi Đà Nẵng và ngược lại thành tuyến buýt liền kề Huế đi Đà Nẵng sẽ bắt đầu chính thức thực hiện từ ngày 1 tháng 1 năm 2020. Toàn bộ phương tiện của Thừa Thiên Huế với 29 phương tiện ngày xuất hành buổi sáng tại bến xe phía Nam Huế đến 12 giờ, buổi chiều hàng ngày xuất phát từ bến xe trung tâm Đà Nẵng từ 12 giờ 14 phút. Lãnh đạo hai tỉnh Đồng Nai, Bà Rịa Vũng Tàu đã thống nhất các phương án xây dựng cao tốc Biên Hòa Vũng Tàu và tổng mức đầu tư dự án khoảng 14.956 tỷ đồng. Cụ thể, lý do đầu tư là tuyến quốc lộ 51 đang quá tải, ùn tắc xảy ra thường xuyên trên suốt chiều dài tuyến và đặc biệt là vào các ngày cuối tuần hay lễ Tết. Trong khi đó, đối với tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, hiện nay hệ thống cảng Cái Mép Thị Vải mới khai thác khoảng 30% công suất. Hàng hóa từ các cảng chủ yếu vận chuyển bằng đường thủy, chỉ khoảng 20% đi theo đường bộ. Trong tương lai gần, khi hệ thống cảng Cái Mép Thị Vải tăng công suất, chắc chắn lưu thông trên quốc lộ 51 sẽ ùn tắc trầm trọng hơn. Từ thực tế trên, việc sớm đầu tư tuyến cao tốc Biên Hòa Vũng Tàu trong giai đoạn 2021-2025 nhằm giải tỏa áp lực giao thông cho quốc lộ 51 đang trở nên hết sức cấp bách. Tiếp theo ngay sau đây, kính mời quý vị cùng đến với một số tin vắn giao thông đáng chú ý trong ngày.
Cảng hàng không quốc tế Nội Bài vừa phối hợp với Tổng công ty Hàng không Việt Nam tạo điều kiện cho những người già trải nghiệm thực tế quy trình của một chuyến bay. Theo đó, các cụ được trải nghiệm quy trình khâu đón khách, làm thủ tục check-in, kiểm tra an ninh, thủ tục xuất cảnh, soi chiếu và đặt chân lên chiếc máy bay thế hệ mới Boeing 787. Đây là lần đầu tiên cảng này tham gia phục vụ một chuyến bay đặc biệt, góp phần hiện thực hóa ước mơ cho các cụ cao tuổi, mang lại giá trị nhân văn cho cộng đồng. Vietjet và tập đoàn chế tạo máy bay Airbus đã ký kết hợp đồng mua bán 20 máy bay thế hệ mới A321XLR. Với đặt hàng này, Vietjet sẽ trở thành một trong những hãng hàng không đầu tiên trên thế giới khai thác dòng tàu bay tầm xa vượt trội này của Airbus nhằm hiện đại hóa đội bay, phục vụ kế hoạch mở rộng mạng bay quốc tế tầm bay tới 8.700 km trong thời gian tới. Bắt đầu từ năm 2023, dòng máy bay này sẽ đem đến tầm bay siêu xa chưa từng có lên tới 8.704 km, xa hơn 15% so với A321LR với cùng hiệu quả nhiên liệu vượt trội và giảm 30% tiêu thụ nhiên liệu trên mỗi ghế so với máy bay thế hệ trước, giúp giảm chi phí khai thác và giảm khí thải. Thùng container văng xuống đường làm hai người thương vong. Vụ việc xảy ra vào lúc 10 giờ ngày 2 tháng 11 tại chợ Thanh Lương, huyện Bình Long, tỉnh Bình Phước. Vào thời điểm trên, xe đầu kéo container mang biển kiểm soát 51C96806 lưu thông trên quốc lộ 13 hướng Bình Dương đi Bình Phước. Khi qua khu vực chợ Thanh Lương, thùng container bất ngờ tuột khỏi rơ móc, rơi xuống đường đè trúng hai xe máy, rồi văng vào đè sập một tiệm tạp hóa tại đây. Hậu quả hai xe máy bị đè bẹp rúm, một người đàn ông tử vong, còn người phụ nữ được đưa đi cấp cứu trong tình trạng nguy kịch. Thời điểm xảy ra tai nạn, xe container chạy tốc độ cao thì bất ngờ thùng bị tuột khỏi xe, rơi xuống nơi có nhiều người đi chợ. Sáng ngày 2 tháng 11 trên địa bàn tỉnh Bình Thuận xảy ra vụ tai nạn giao thông giữa tàu hỏa và xe ben dẫn đến giao thông bị tê liệt. Đến trưa ngày 2 tháng 11, vụ tai nạn đường sắt vẫn chưa được khắc phục xong. Tuyến đường sắt Bắc Nam vẫn chưa thể thông tuyến. Theo thông tin ban đầu, tàu hỏa SPT2 khởi hành từ ga Sài Gòn đi Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận. Khi tàu vừa qua khỏi ga Gia Huỳnh đến km 1806+300 thì tông xe chở ben mang biển kiểm soát 86C03497 từ đường ngang dân sinh băng qua đường sắt. Vụ tai nạn đã làm đầu kéo của tàu SPT2 bị hư hỏng, tàu không thể tiếp tục hành trình. Sau va chạm, xe ben văng xuống lề đường, phần đầu xe ben hư hỏng, rất may không có thương vong về người. Ăn cắp thiết bị chiếu sáng, bẻ gãy hàng rào tôn lượn sóng, ngang nhiên mở cơ sở vá lốp, mở xưởng sửa chữa trên đường, vô tư đi lại trên đường cao tốc, phá rào, lên đường bắt xe. Xe khách đua tốc độ, dừng đỗ, đón trả khách trên đường. Hệ lụy tất yếu là liên tiếp những vụ tai nạn nghiêm trọng trên đường cao tốc. Cả nước hiện có hơn 600 km đường cao tốc. Mục tiêu đến năm 2020, mạng lưới đường cao tốc sẽ mở rộng 2.500 km. Việc xây dựng, hoàn thành và đưa vào khai thác sử dụng đường cao tốc đã làm thay đổi đáng kể bộ mặt giao thông, thúc đẩy sự phát triển kinh tế xã hội. Đảm bảo an toàn trên đường cao tốc là yêu cầu cấp thiết, cần sự phối hợp đồng bộ của các cấp, các ngành, hoàn thiện hạ tầng trên các tuyến cao tốc, kiểm tra, xử lý triệt để vi phạm. Đảm bảo an toàn trên đường cao tốc cần sự tự giác của mỗi người dân, nâng cao kỹ năng tham gia giao thông và chấp hành quy định pháp luật khi lưu thông trên đường cao tốc. Đảm bảo an toàn trên đường cao tốc là đảm bảo sự phát triển bền vững của toàn xã hội. Uống rượu bia và lái xe, giá đắt phải trả. Anh.
đội mũ bảo hiểm đạt chuẩn, bảo vệ chính mình. Thưa quý vị và các bạn, tình trạng xâm phạm hành lang đường sắt cũng như là mở đường ngang trái phép hiện đang diễn biến khá phức tạp, gây nguy cơ mất an toàn và tai nạn giao thông đường sắt. Liên quan tới câu chuyện này thì VTC14 đã có cuộc trao đổi với ông Vũ Quang Khôi, Cục trưởng Cục Đường sắt Việt Nam. Và nội dung này cũng sẽ khép lại bản tin giao thông an toàn ngày 2 tháng 11 năm 2019 của kênh truyền hình VTC14 tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Thưa ông, hiện nay theo thống kê của Cục Đường sắt Việt Nam thì cái tình trạng xâm phạm hành lang đường sắt cũng như là mở các cái lối đi tự phát qua các cái tuyến đường sắt rất là phổ biến. Từ thực tế, ông có thể cho biết là hiện nay cái tình trạng vi phạm đang có những cái diễn biến như thế nào? Qua quá trình quản lý, theo dõi và làm việc các địa phương thì tôi thấy rằng là hiện nay ở thành phố Hồ Chí Minh là một cái thành phố duy nhất, một cái địa phương duy nhất là không còn lối đi tự mở. Bởi vì các anh đã xây dựng đường gom là tường rào từ trước, không còn đâu. Thế thì về cái lối đi tự mở, hiện nay là có 33 trên 34 tỉnh còn tồn tại lối đi tự mở, trừ thành phố Hồ Chí Minh ra. Đấy, báo cáo ông chí như vậy. Thế thì cái tỉnh ít nhất là tỉnh Lâm Đồng thì cũng phải thôi, vì tỉnh Lâm Đồng hiện nay thì nó có hơn 7 cây số đường sắt Đà Lạt Chạy Mát. Thế còn lại là nhiều nhất là các địa phương mà có cái đông dân cư, đô thị như là Hà Nội hiện nay theo thống kê của chúng tôi có 360 lối tự mở. Và có 13 tỉnh còn tồn tại trên 100 lối tự mở. Trong những năm qua thì Bộ Giao thông Vận tải cũng như là ngành đường sắt và Thủ tướng Chính phủ rất là quan tâm đến cái vấn đề là giải quyết các cái vi phạm về hành lang đường sắt để làm sao đó đảm bảo được cái vấn đề an toàn cho các phương tiện lưu thông qua lại. Vậy từ thực tế, ông có thể cho biết là sau những cái đợt giải tỏa hành lang đường sắt thì cái trách nhiệm của các công ty quản lý đường sắt cũng như là chính quyền địa phương trong cái vấn đề chống tái lấn chiếm đã và đang được thực hiện như thế nào? Thì theo quy định là doanh nghiệp kinh doanh kết cấu đường sắt phải đảm bảo các biện pháp an toàn qua đường ngang. Khi đi làm việc kiểm tra, chúng tôi phát hiện những đường ngang mà có tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn là chúng tôi yêu cầu là doanh nghiệp phải tổ chức là chốt gác. Đấy, trong lúc mà chưa xử lý được cái biện pháp an toàn hơn phải chốt gác. Trước cái việc mà cái nguồn kinh phí để duy trì và xây dựng xóa các cái điểm đường ngang trái phép đang còn hạn chế. Vậy trong cái thời gian tới thì ngành đường sắt sẽ có những cái hoạt động tuyên truyền hay những có những cái định hướng cụ thể như thế nào đối với các công ty quản lý đường sắt cũng như các địa phương trong cái vấn đề là tuyên truyền cũng như là giải quyết cái tình trạng xâm phạm hành lang đường sắt. Về lâu dài thì là những cái vị trí mà lối tự mở sẽ xóa bỏ bằng cách là xây dựng đường gom cộng rào chắn và để xây dựng các cái giao cắt khác mức qua đường sắt. Thế thì trong giai đoạn trước mắt này thì bởi vì cái này nó sẽ là một quá trình từ nay 2025 thì ngoài cái việc thực hiện đó thì cũng phải áp dụng cái biện pháp và khoa học công nghệ trong việc là cảnh giới cho người dân qua lại như là biển báo rồi đèn báo hiệu rồi là gồ giảm tốc qua lại các lối đi mở này để làm sao là giảm thiểu. Và có ông chí là cái việc này thì cũng cần cái sự là hiểu biết về pháp luật đường sắt, hiểu biết và tuân thủ pháp luật đường sắt của người dân và các người điều khiển phương tiện qua lại đường sắt và sự vào cuộc quyết liệt của các cấp chính quyền địa phương và các cơ quan doanh nghiệp kinh doanh kết cấu đường sắt. Và cái này khi mà giải quyết triệt để những cái lối tự mở này cũng đòi hỏi cái nguồn kinh phí là lớn, mà cái việc này cũng là các Bộ Giao thông Vận tải, Cục Đường sắt Việt Nam rồi là các cơ quan cũng rất quyết liệt và quan tâm cái việc này. Xin cảm ơn ông đã có cuộc trao đổi với kênh truyền hình VTC14.